đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví Multi Chain, hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của coin 98 và nói đến crypto đó thì có một cái thuyết được chia sẻ bởi Red Capital rất là thú vị thường muốn chia sẻ với các bạn nhìn vào lịch sử trước đây đó thì những lúc mà giá cả đi xuống đó, thì tốn bao nhiêu ngày từ đỉnh chúng ta mới thấy được cây đáy của những cái chu kỳ đó chúng ta nhìn thấy được là chu kỳ của năm 2013 thì từ đỉnh tới đáy đó là tốn 413 ngày chu kỳ năm 2017 đó thì sau đó từ đỉnh tới đáy à của năm 2018 2019 đó, sau khi rớt từ khoảng chừng 20.000 thì à, tốn 365 ngày và chúng ta thấy được là nếu chúng ta nghĩ cái mức giá thấp nhất cái đáy đó là 17.500 đô hồi tháng 6 của năm nay, có nghĩa là từ đỉnh tới đáy đó chúng ta chỉ thấy à, có 217 ngày mà thôi. cho bạn nghĩ khả năng này là bao nhiêu? đúng là chúng ta thấy được là so với chu kỳ 2013 đó thì từ đỉnh tới đáy năm 2017 nó đã ít ngày hơn nhưng mà so với lại năm 2022 nếu như 17.500 đã là đáy rồi đó thì chúng ta được cái sự khác biệt rất là lớn từ 365 ngày bây giờ chỉ còn có 217 ngày mà thôi có nghĩa là Red Capital nói nếu như mà lịch sử lặp lại hay là có điều tương tự xảy ra thì có thể chúng ta chưa thấy đáy đâu khả năng là chúng ta sẽ thấy một cây đáy từ đây đến cuối năm thì nó phù hợp hơn. Các bạn nghĩ sao? Các bạn comment ở bên dưới. Rồi thông có một cái thông tin cập nhật đến từ sàn Malgox Hầu như là chúng ta nói tới thông tin liên quan đến Malgox Năm nào cũng nói tới Đây là cái sàn bị phá sản năm 2014 đó các bạn Và cho đến thời điểm bây giờ đó Thì uh, tòa án vẫn chưa có uh, duyệt và trả số tiền đó cho nạn nhân Và năm nào đó chúng ta cũng nghe thông tin là Năm nay là năm mà Malgox sẽ trả tiền Năm nay cũng vậy Mọi người đều rất là chắc chắn là tháng 8 Malgox sẽ trả tiền năm nay Và coi như cái sự kiện kết thúc nhưng mà cứ bị trì hoãn, bị trì hoãn và bây giờ trì hoãn qua tới năm sau luôn thông tin mới nhất đó là các nạn nhân của sàn maugots có đến ngày 10 tháng 1 năm 2023 để chọn phương thức hoàn trả và đăng ký thông tin người nhận để được thanh toán thông qua chuyển khoản ngân hàng dịch vụ chuyển tiền sang crypto hoặc là dịch vụ lưu ký thì điều thú vị đây đó là chúng ta thấy được là trong năm nay sẽ không có bất cứ một số tiền nào được trả cho nạn nhân hết Mặc dù nhiều người nghĩ là năm nay đó có thể là tháng 10, tháng 11 sẽ có cái số tiền trả cho những nạn nhân Và nhiều người quan tâm tại vì họ sợ là cái số lượng bịch khôi đó trả cho những nạn nhân Cái số lượng còn lại đó thì họ đâm lên trên thị trường sẽ dẫn đến giá đi xuống Nhưng mà năm nay sẽ không có đâu các bạn Tại vì đến đầu năm sau đó thì mới là hạn chót để mà điền phương thức hoàn trả và đăng ký thông tin người nhận có nghĩa là sau khi đăng ký xong hết rồi đó thì lại phải duyệt rồi sau đó đó họ mới bắt đầu gửi tiền Đó là điều đầu tiên Điều thứ nhì đó là tiền sẽ được trả theo đợt Và chỉ trả cho những người nào đã đăng ký mà thôi Nếu các bạn là một nạn nhân mà các bạn không đăng ký đó Thì tiền đó sẽ được giữ lại và không có trả Và điều thú vị hơn đó là các bạn thấy được nói rất rõ ràng Trong giấy tờ của tòa án đó chính là có thể được chuyển khoản qua ngân hàng à, Các bạn có thể dùng dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ lưu ký Hoặc là sàn crypto Có nghĩa là các bạn có thể lựa chọn nhận tiền mặt Nhận tiền mặt hay là các bạn nhận crypto cho nên không phải là tất cả đều được trả bằng Bitcoin hay là Bitcoin Cash rồi các bạn Thì như bạn sẽ nói là khoan đã Thu nói là cây sàn này bị phá sản năm 2014 mà thời điểm đó làm việc có Bitcoin Cash Thì tại vì Bitcoin thời điểm đó Sau đó đến năm 2017 nó là tách ra thành Bitcoin Cash Cho nên những nạn nhân sẽ nhận được cả hai Bitcoin và Bitcoin Cash Cho nên không phải là tất cả cái số lượng Bitcoin sẽ được trả Một phần sẽ được trả tiền mặt Một phần sẽ được trả bằng Bitcoin và trả theo đợt Nói chung thì đây là một cái đám mây đen đối với nhiều người cứ bao phủ cả thị trường crypto trong nhiều, nhiều năm qua Nhiều người cứ sống trong cái nỗi lo sợ là một ngày đâu đó Cái số lượng Bitcoin này đó cũng khá là lớn à, Thường Thông con số chính xác bao nhiêu Nhưng mà đủ để có à, coi thể khiến thị trường này đi xuống khá là sâu Nếu như mà tất cả đều được trả bằng Bitcoin và tất cả bán cùng một lúc Và khả năng đó đối với thường là, là hầu như là không có Thường đã chia sẻ với các bạn à, rất nhiều trong dòng à, thời gian qua rồi Và trong vòng bao nhiêu năm qua thường đã chia sẻ những đề tài tương tự là đây không phải là một cái đề tài mà thuận lo lắng được các bạn chúng ta không thể nào mà cứ sống trong lo lắng nếu như các bạn sống trong lo lắng Như trong mấy năm qua đó thì các bạn sẽ không làm gì hết à, trong giờ bao nhiêu năm qua tại vì các bạn cứ sợ năm nay là năm mà mau trả tiền năm nay là năm mà mau trả tiền thật ra tiền một ngày nào đó sẽ được trả các bạn không thể nào mà ngăn cản được và khi mà trả thì coi như sự kiện này kết thúc cây đám mây đen đó sẽ coi như tan biến đi và cũng không có cái lý do gì thường tin tưởng là cái số lượng tiền trả cùng một lúc mà mọi người cùng đâm cùng một lúc hết thường có một video chi tiết hơn trên channel của bạn có thể xem nhưng mà đây là thông tin mới nhất liên quan tới uh, mau Gox và nói tới sàn giao dịch đó, thì uh, theo thường hiểu là những bạn nào mà là nạn nhân của sàn Malgox thì các bạn cần phải đến một trong những văn phòng để có thể là chứng minh thân phận của mình để mà nhận tiền mặt đó chính là nhận đồng yên của Nhật Bản nhưng mà những người nào mà muốn nhận crypto đó thì phải có một cái sàn giao dịch hỗ trợ cái sự kiện này và hiện bây giờ đó sàn đầu tiên lên tiếng hỗ trợ cái sự kiện này sàn Bitstamp nếu mà nào mà xem kênh này mà là nạn nhân của bao gót hay comment bên dưới các bạn sẽ là những người mà còn sớm hơn cả thuận tham gia thị trường này nữa tại vì năm 2014 đó thuận đâu có tham gia thị trường này đâu thông tin kế tiếp là thông tin liên quan tới uh, FTX và Visa thì có cái thông tin là sàn FTX và Visa đã sẽ cùng nhau hợp tác để có thể cung cấp cái uh, thẻ debit card cho 40 quốc gia nhưng mà thùng muốn tìm hiểu thông tin thùng không có tìm thấy được danh sách là bốn quốc gia sẽ được hỗ trợ bởi FTX và visa là bốn quốc gia nào nói chung sẽ có một cái thẻ visa debit card nghĩa cái thẻ ngân hàng à, được cấp bởi sự hợp tác của sàn FTX và visa để mà sử dụng cho những cái uh, khách hàng của họ thì ở đây đương nhiên là một cái uh, thông tin tốt uh, thùng muốn chia sẻ với các bạn và thông tin kế tiếp đó là nhiều bạn chắc cũng muốn biết cái tình hình liên quan tới binance Smart chain thì ra sao thì mạng lưới BSC à, đã hoạt động trở lại rồi ở thời điểm mà mình làm cái video này. Và một số những chi tiết là chúng ta thấy được là có một cái vụ tấn công ở trên Binance uh, Smart Chain và cái người tấn công đó đã có thể uh, tạo ra được thêm một số lượng lớn đồng BNB. Uh, tôi đã chia sẻ với các bạn một số những chi tiết ngày hôm qua và một số lượng đã được uh, đưa ra khỏi hệ thống của BSC. Uh, chi tiết hơn đó, chúng là chúng ta thấy được là có 53 triệu đều được đưa lên trên Ethereum uh, khoảng chừng gần như 49 triệu là đưa lên trên P Phantom thì uh, cái số lượng còn lại là cái số lượng lớn thì vẫn đang nằm ở trong cái chương mục của uh, Binance Smart Chain thì câu hỏi bây giờ là xử lý như thế nào cái số lượng rời khỏi đó không có uh, phải là cái số lượng mà trăm mấy mươi triệu người ta nói tới số lượng mà rời khỏi là khoảng chừng là 90 mấy triệu mà thôi Không phải là số ít Nhưng mà nói chung đó, thì đã được đưa lên trên Ethereum và Phantom rồi và hiện bây giờ thì theo nhận hiểu là cái đội của Binance Smart Chain cũng đã làm việc với những cái ví như là USDT hay là những cái sàn giao dịch có thể để đóng băng cái số lượng tiền này. Nhưng mà cái số lượng còn lại đó là 400 triệu cỡ đó thì cái số lượng đó sẽ làm sao? Đây là cái số lượng BNB được in ra thêm thì sẽ có một cái cuộc bỏ phiếu uh, cho cộng đồng để xem coi là xử lý như thế nào với cái số lượng này. Uh, có thể là đóng băng rồi sau đó đốt đi. Khi mà có thêm thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Thì nói chung đây không phải là một cái dịu hát mà tiền của người dùng bị lấy đi Mà đây là một cuộc tấn công vào một điểm yếu nào đó và có thể tạo ra thêm đồng BNB Nhưng mà bây giờ đó là phần lớn vẫn đang bị giữ lại trên mạng lưới BSC và bị đóng băng hiện tại một phần là khoảng chín mấy triệu trên dự chia sẻ với các bạn đó là được đem lên trên những cái mạng như là Ethereum và Phantom và hy vọng nó cũng có thể bị đóng băng với sự hợp tác của những cái đơn vị như là USDT Thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là thông tin liên quan đến crypto.com thì chúng ta lại tiếp tục thấy thông tin là cái dịch vụ crypto.com đó thì họ cũng đã giảm bớt đi một số chi tiêu tài trợ cho một số những cái đơn vị thể thao như là Los Angeles Angel City Football Club hay là 2023 FIFA World Cup ở Qatar và eSports Tournament Swiss Rivals và tại sao mà họ giảm chi tiêu hỗ trợ cho những cái uh, sự kiện này thì có thể là tại vì uh, thời buổi này cũng khá là ảm đạm trong uh, thị trường crypto cho nên họ muốn giảm đi. Cho bạn đã biết là crypto.com là một trong uh, những cái dịch vụ mà phát triển rất là nhanh và rất là nổi tiếng, rất là lẹ trong cái mùa tăng trưởng vừa qua và chúng ta thấy là họ cũng chi tiêu rất là nặng tay có thể mướn được những cái diễn viên hạng A như là Matt Damon để có thể quảng cáo cho họ họ có thể bỏ ra tới 700 triệu đô la để có thể là tu sửa cái sân vận động ở dưới và chuyển tên từ Stable Center thành Crypto.com Arena thì trong cái mùa tăng trưởng họ cũng đã chi tiêu khá là nhiều và tạo ra một cái tên tuổi trong thời điểm này có thể là thị trường ảm đạm hơn họ muốn giảm đi chi tiêu và cũng có nhiều cái thông tin là hồi tháng 6 đó họ nói là họ sa thải khoảng chừng là 260 việc làm nhưng mà có rất là nhiều những cái ước tính đó là họ sa thải khoảng chừng 30 tới 40 phần trăm nhân viên lợn trong cái mùa đi xuống này và tổng cộng họ sa thải tới hơn 2.000 nhân viên khi đây có phải là dấu hiệu là crypto.com có vấn đề không thì không hẳn đâu các bạn đây chỉ là dấu hiệu là trong cái uh, thời điểm mà ảm đạm này đó thì uh, nhiều công ty họ sẽ lựa chọn là quản lý chi tiêu của họ để có thể phát triển khi mà tình hình trở tốt hơn và đây cũng là cái cách làm của nhiều công ty như là chúng ta thấy là facebook cũng như vậy netflix cũng như vậy mà thôi cũng không hẳn là công ty gặp vấn đề nào đâu và thật ra trong cái uh, sự kiện uh, liên quan tới những cái dịch vụ mà các bạn cho vay lấy lại đó thì chúng ta thấy là ngoại trừ Voyager và Celsius là hai công ty mà gặp vấn đề và sau đó khai báo về phá sản chúng ta thấy được là những dịch vụ khác nổi tiếng trong đó chúng ta có BlockFi chúng ta có Gemini chúng ta có twitter com và Nexo là những dịch vụ mà vẫn đứng dựng cho đến ngày hôm nay và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi bạn bước vào cuối tuần đó chính là thông tin liên quan tới uh, Luna Foundation Guard Các bạn có thể là uh, rất nhàm chán nghe về thông tin Luna rồi nhưng mà tôi cũng mới biết là họ vẫn còn một số tiền à, và cái số lượng tiền này đó thì uh, ít hơn rất nhiều so với cái số lượng tiền ban đầu. Các bạn đã nhớ là trước đây đó thì uh, Luna Foundation Guard họ có tới 4 tỷ đô la tài sản nhưng mà sau cái sự kiện USDT Peg đó họ dùng khá là nhiều tiền để mà bảo vệ Peg nhưng mà cuối cùng thất bại. Và bây giờ họ còn khoảng 105 triệu. Thì câu hỏi bây giờ là 105 triệu này đó chừng nào họ mới bồi thường cho những nạn nhân ở trong một sự kiện USDPAC này. Họ nói là họ sẽ bồi thường và sẽ ưu tiên những cái chương mục có ít tiền hơn. Nhưng mà hiện bây giờ chưa được. Tại vì uh, Luna Foundation Girl đang gặp rất là nhiều những cái vụ kiện tụng bây giờ. Cho nên bây giờ chưa phải lúc để họ hoàn số tiền để lại. Nói chung thì vẫn còn 105 triệu ít hơn rất nhiều so với lại 4 tỷ đô la nhưng mà cũng hy vọng là những cái nạn nhân mà có chương một nhỏ có thể được bồi thường và đây là tất cả những thông tin mà thùng muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay à, thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này ngày mai đó là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ thì thùng bận một số công việc cho nên sẽ không có chia sẻ video với các bạn thùng sẽ hẹn các bạn trong cái video kế tiếp. Mà như mình nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn như là Binance, Bybit hay là FTX và những video khác như là các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. yo yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got